Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Phúc. Sáng nay, đoàn đại biểu Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc do đồng chí Lê Duy Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã đến dự lễ viếng đồng chí Trương Vĩnh Trọng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ tại nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, thành phố Hà Nội. Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh vô cùng thương tiếc đồng chí Trương Vĩnh Trọng, một người con ưu tú của quê hương Bến Tre anh hùng. Với hơn 50 năm hoạt động cách mạng và công tác, trải qua nhiều chức vụ, cương vị công tác, đồng chí Trương Vĩnh Trọng đã có nhiều cống hiến to lớn cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta. Đồng chí Lê Duy Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã ghi sổ tang chia buồn với gia quyến nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng. Thưa quý vị và các bạn, năm 2020 là năm nhiều thách thức đối với việc thu hút đầu tư của tỉnh. Sau nhờ làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh và đồng hành cùng doanh nghiệp vượt khó, Vĩnh Phúc vẫn được coi là điểm đến an toàn hấp dẫn của các nhà đầu tư. Năm 2020, đại dịch COVID-19 đã tác động tiêu cực đến sự phát triển kinh tế xã hội của toàn thế giới, làm gián đoạn hoạt động của các doanh nghiệp cũng như kế hoạch của các nhà đầu tư nước ngoài. Tuy nhiên, nhờ khống chế và làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh, đồng hành cùng doanh nghiệp vượt khó, Vĩnh Phúc vẫn được coi là điểm đến an toàn hấp dẫn của các nhà đầu tư. Đặc biệt, trong điều kiện dịch COVID-19 có nhiều diễn biến phức tạp, nhưng công tác xúc tiến đầu tư của tỉnh vẫn được vận dụng linh hoạt trong tăng cường quảng bá, giới thiệu về môi trường đầu tư. Bằng các cái giải pháp khác nhau đã triển khai rất tốt công tác xúc tiến đầu tư, chẳng hạn như xúc tiến đầu tư qua mạng, trực tuyến, rồi Zalo hoặc điện thoại. Và trong cái điều kiện khó khăn thì tỉnh cũng vẫn tổ chức được một cái hội nghị xúc tiến đầu tư với các nhà Hàn Quốc với quy mô lớn. Và chính vì vậy, 6 tháng cuối năm thì tình hình thu hút đầu tư đã có những cái chuyển biến rất là tích cực. Nhờ đó, mặc dù 6 tháng đầu năm 2020, tình hình thu hút đầu tư trên địa bàn đạt kết quả thấp so với cùng kỳ năm 2019. Đặc biệt, thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI có sự sụt giảm rõ rệt. Tuy nhiên, 6 tháng cuối năm, tình hình thu hút đầu tư đã có nhiều dấu hiệu tích cực. Tính chung cả năm 2020, thu hút đầu tư của tỉnh vẫn vượt kế hoạch đề ra. Toàn tỉnh thu hút được trên 666 triệu đô la Mỹ vốn FDI, vượt 21,12% so với kế hoạch. Thu hút được 7.400 tỷ đồng vốn DDI, vượt 35,8% so với kế hoạch. Năm 2021, Vĩnh Phúc sẽ tiếp tục có những đột phá để thu hút các nhà đầu tư tiềm năng, tạo động lực phát triển cho tỉnh. Năm 2021 nói riêng và cả nhiệm kỳ 2021-2025 nói chung, chúng tôi sẽ tập trung vào khai thác một cách có hiệu quả các cái nguồn lực này, tháo gỡ những điểm nghẽn, khai thông các nguồn lực, tạo điều kiện tối đa để nhà đầu tư họ vào, họ tiếp cận, họ đầu tư, họ xây dựng theo cái hướng quy hoạch của chúng ta, theo cái hướng phát triển của chúng ta. Năm 2021, Vĩnh Phúc tiếp tục triển khai thực hiện tốt các cơ chế chính sách hỗ trợ đầu tư riêng của tỉnh và xây dựng các bộ chính sách nhằm đa dạng các lĩnh vực đầu tư, giúp doanh nghiệp tăng khả năng tiếp cận các hỗ trợ đầu tư. Cùng với đó, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận đất đai với thời gian nhanh nhất theo quy định của pháp luật, tiếp tục đẩy mạnh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch, sẵn sàng đón nhận các dự án vào đầu tư trên địa bàn. Cùng với việc đảm bảo các hoạt động điều trị, cấp cứu bệnh nhân, các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh cũng đang chủ động các phương án sẵn sàng ứng phó với dịch COVID-19 và các tình huống có thể xảy ra. Để đảm bảo công tác khám chữa bệnh cho nhân dân và phòng chống dịch COVID-19, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế và dự trữ đủ thuốc, máu, dịch truyền, đảm bảo tất cả người bệnh cấp cứu được khám và điều trị kịp thời. Cùng với đó, bệnh viện cũng xây dựng các phương án kịch bản phòng chống dịch COVID-19 kỹ lưỡng, không để bệnh viện bị phong tỏa nếu có dịch xảy ra. Đối với các khoa thì hiện nay chúng tôi làm rất là chặt. Mỗi khoa, ngoài vấn đề có một khu điều trị đệm và khu cách ly của bệnh viện thì các khoa đều có một phòng bố trí riêng dành cho những bệnh nhân. Mặc dù về từ vùng dịch, mặc dù đã được xét nghiệm COVID âm tính lần một, nhưng chúng tôi vẫn tiếp tục cho vào cái khu điều trị phòng riêng của một khoa và phân công cắt cử các cán bộ chuyên chăm sóc những bệnh nhân này. Còn cái khu khám bệnh và khu cách ly thì
cán bộ nhân viên của chúng tôi tách biệt hẳn với bệnh viện. Có nghĩa là những cán bộ tham gia công tác ở đây thì không tham gia trực, không liên quan gì đến bên trong của bệnh viện. Vì vậy để đảm bảo thì tránh tối đa cái khả năng lây nhiễm bệnh cho bệnh viện. Ngay ngoài cổng, bệnh viện đã bố trí cán bộ làm công tác kiểm soát, điều tra dịch tễ tất cả các trường hợp đến bệnh viện, đồng thời thành lập các đội cơ động phản ứng nhanh, sẵn sàng trực ứng phó khi có tình huống xảy ra. Ngoài nhiệm vụ cấp cứu thường xuyên hàng ngày ra thì năm nay cái tình hình dịch rất là phức tạp. Chúng tôi luôn luôn chuẩn bị, các đội cơ động của chúng tôi luôn luôn chuẩn bị sẵn sàng những tình huống bất ngờ. Có những bệnh nhân mà có nghi ngờ, có yếu tố dịch tễ thì chúng tôi sẵn sàng đưa bệnh nhân vào khu cách ly và tập trung làm các xét nghiệm cần thiết để chẩn đoán, khoanh vùng bệnh nhân luôn. Và khi người nhà đưa bệnh nhân đến đây với chúng tôi thì chúng tôi cũng chủ động cho người nhà bệnh nhân khai báo y tế luôn để chủ động những tình huống tích cực nhất để tránh những điều rủi ro xảy ra. Nhằm phát hiện sớm và nhanh chóng xử lý kịp thời nếu có dịch xảy ra, Trung tâm Y tế huyện Sông Lô cũng đã kiện toàn lại Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19, khởi động lại hoạt động phòng chống dịch ở tất cả các khoa phòng, bộ phận, làm tốt công tác kiểm soát, sàng lọc, phân luồng bệnh nhân, kịp thời phát hiện cách ly những ca bệnh có yếu tố dịch tễ và có dấu hiệu nghi mắc, nỗ lực không để dịch xâm nhập, lây lan trong trung tâm. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các địa phương và chỉ đạo trạm y tế cơ sở, thường xuyên nắm bắt tình hình dịch tễ. Nếu có dịch xảy ra, nhanh chóng khoanh vùng và triển khai các biện pháp ứng phó kịp thời, không để dịch lây lan. Chúng tôi đã thực hiện cái thường trực phòng chống dịch 24 giờ tại trung tâm và tuyến trạm y tế sẵn sàng tiếp nhận thông tin để mà điều tra xử lý dịch tễ cũng như là có những cái phản ứng ngay đối với những trường hợp mà cần xử lý. Còn đối với trực khu vực điều trị, chúng tôi thực hiện cái kế hoạch theo cái trực 4 cấp, trực lãnh đạo, trực chuyên môn, trực hậu cần, trực bảo vệ để đảm bảo đủ các tình huống xử lý đối với các tình huống y tế có thể xảy ra trên địa bàn để phục vụ tốt nhất trong cái dịp Tết Nguyên đán này. Với sự chuẩn bị chu đáo, kỹ càng, đến thời điểm này, các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh đã sẵn sàng với các tình huống có thể xảy ra nhằm bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Cùng với đó, người dân hãy nêu cao tinh thần trách nhiệm, tự bảo vệ sức khỏe của chính mình và người thân để đón một mùa xuân mới vui vẻ và hạnh phúc. Thực hiện kế hoạch cấp căn cước công dân có gắn chip điện tử cho công dân, Công an huyện Tam Dương đã tổ chức làm thủ tục cấp căn cước công dân có gắn chip điện tử cho các đồng chí lãnh đạo huyện ủy Tam Dương, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các phòng ban đoàn thể thuộc huyện ủy. Theo kế hoạch, trong ngày 19 tháng 2, Công an huyện Tam Dương tổ chức làm thủ tục cấp căn cước công dân gắn chip điện tử cho các đồng chí lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân huyện và các phòng ban thuộc Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân huyện. Trước đó, việc triển khai cấp căn cước công dân có gắn chip điện tử cho người dân trên địa bàn huyện Tam Dương đã được thực hiện từ đầu tháng 2 năm 2021. Sau hơn một năm triển khai Nghị định số 100 của Chính phủ với các hình thức xử lý nghiêm khắc thể hiện qua các mức phạt tăng nặng gấp nhiều lần so với trước kia. Đây được xem là liều thuốc để trị căn bệnh nhờn luật và ngăn chặn các vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông. Đặc biệt, việc thực hiện nghiêm túc Nghị định số 100 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ đã tác động tích cực đến ý thức của người điều khiển phương tiện, góp phần xây dựng văn hóa giao thông lành mạnh. Đã uống rượu, bia thì không lái xe. Một trong những điểm nhấn của Nghị định số 100 là xử phạt người điều khiển phương tiện giao thông khi phát hiện nồng độ cồn trong khí thở, với mức xử phạt có thể lên đến 40 triệu đồng và bị tước giấy phép lái xe từ 22 đến 24 tháng. Để thực hiện có hiệu quả nghị định, thời gian qua, lực lượng công an tỉnh đã tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm, xây dựng các kế hoạch chuyên đề tổng kiểm soát phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, kế hoạch tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm của người điều khiển xe trên đường mà trong người có chất ma túy, vi phạm nồng độ cồn. Qua đó, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm những hành vi vi phạm nhằm hạn chế đến mức thấp nhất nguy cơ xảy ra va chạm, tai nạn giao thông, góp phần ổn định trật tự an toàn giao thông trên địa bàn. Từ khi thực hiện Nghị định 100 đến nay thì lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh cũng đã triển khai thứ nhất là trong công tác tuần tra thì đã tuyên truyền cho nhân dân nắm được Nghị định 100 và kết hợp công tác tuyên truyền này thì xử phạt đối với những cái trường hợp mà vi phạm những cái lỗi mà thường xuyên xảy ra tai nạn. Thì trong cái thời gian thực hiện vừa qua thì thấy
người dân đã chấp hành hơn và coi như là cũng rất ủng hộ về cái nghị định này. Cùng với việc tăng cường xử lý vi phạm, các cấp, các ngành đã đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông, đặc biệt là luật phòng chống tác hại của rượu bia, Nghị định 100, nguyên nhân, hậu quả của tai nạn giao thông. Sau hơn một năm thực hiện, ý thức của người tham gia giao thông trên địa bàn tỉnh đã có sự chuyển biến tích cực. Lái xe thì quan tâm nhất là an toàn, là không sử dụng rượu bia, không sử dụng ma túy, và không chở quá người quy định nhằm đảm bảo an toàn cho hành khách. Theo thống kê của Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh, sau hơn một năm thực hiện Nghị định số 100, lực lượng Cảnh sát Giao thông trên địa bàn tỉnh đã phát hiện, xử phạt trên 2.700 trường hợp vi phạm quy định về nồng độ cồn. Đặc biệt, từ ngày 15 tháng 12 năm 2020 đến nay, lực lượng Cảnh sát Giao thông đã phát hiện xử lý trên 130 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán, tình trạng sử dụng rượu, bia có chiều hướng gia tăng. Do vậy, để góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông, lực lượng công an tỉnh tiếp tục triển khai kế hoạch cao điểm, kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm. Vào những dịp ngày Tết thì lượng người mà sử dụng rượu bia nó tăng. Chính vì vậy mà khi tham gia giao thông thì cũng cái tiềm ẩn mà nguy cơ gây tai nạn giao thông do rượu bia cũng rất cao. Và thường thường thì những dịp ngày Tết thì cái người mà tham gia giao thông bị tai nạn giao thông mà phải cấp cứu bệnh viện là nó tăng hơn so với những ngày thường. Thì cái này là Ban An toàn giao thông cũng đã phối hợp với cả ngành y tế cũng như ngành công an là tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng cho nhân dân biết được cái tác hại của cái việc mà lạm dụng rượu bia khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông, với mong muốn rằng là chúng ta đón Tết thì hãy giữ gìn sức khỏe và tham gia giao thông an toàn, và đã uống rượu bia thì không được lái xe. Hiệu quả của Nghị định 100 của Chính phủ đã được minh chứng cụ thể bằng chính ý thức tham gia giao thông của người dân và các số liệu liên quan đến tình hình tai nạn giao thông trong thời gian qua. Tuy nhiên, bên cạnh sự ủng hộ, đồng tình của đa số nhân dân thì vẫn còn một số trường hợp cố tình vi phạm luật. Đã đến lúc lực lượng chức năng cần cương quyết hành động hơn nữa vì sự an toàn không chỉ của mỗi cá nhân mà còn của cả cộng đồng. Đã uống rượu, bia, tuyệt đối không lái xe.